Thời tiết nắng nóng với nhiệt độ cao kéo dài cùng với việc bất cẩn trong thói quen sinh hoạt là những nguyên nhân gây ra các vụ cháy vào mùa khô. Người dân cần nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy bằng cách chủ động nắm bắt, cập nhật thông tin về khí hậu, thời tiết trong khu vực đang sinh sống, tham gia các lớp huấn luyện phòng cháy chữa cháy, tuân thủ đúng quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy tại nơi sinh sống và làm việc, tắt hết các thiết bị điện, bếp khi ra ngoài, không tự ý đốt lá, đốt rác khi không đảm bảo an toàn, liên hệ số 114 khi có sự cố cháy nổ. Để hạn chế thiệt hại do các đám cháy gây ra, cần tuân thủ tiêu lệnh. Khi có sự cố cháy, nổ, phải báo động, tri hô, cúp cầu giao điện ngay khi gặp cháy nổ, dùng bình chữa cháy, cát và nước để dập tắt. Gọi điện số 114 ngay cho đội chữa cháy chuyên nghiệp.